Thì cái nội dung của mình ngày hôm nay sẽ bao gồm các cái nội dung như sau. Cái phần bài đọc này cộng với cái phần nội dung này này thì nó đã có tiếng Nhật và tiếng Việt sẵn rồi. Nên là về cơ bản là mình sẽ không đọc lại toàn bộ cái nội dung của cái bài này nữa. Nếu như mà bạn nào chưa có cuốn sổ tay đọc dịch thì buổi tới mình sẽ gửi cho mọi người cái phần tiếng Việt bổ sung cho cái phần tiếng Nhật này. Còn nếu mà bạn nào có rồi, sẵn rồi thì nó chính là cái bài quy tắc vàng trong hành động này ở trang số bao nhiêu đấy. Mọi người có thể dở ra ở mấy cái trang đầu ấy thì nó đã có sẵn cái bài này rồi, audio thì có sẵn rồi, mọi người chỉ việc đọc và nghe theo, luyện sao đinh theo thôi. Và cái bài tập về nhà của mọi người đó là ngày hôm trước có giao cho mọi người là tìm các cái câu có chứa các cái từ hoặc là các cái ngữ pháp này, cộng với việc là mình sẽ tìm các cái ví dụ rồi đặt các cái ví dụ câu mà sử dụng các cái ngữ pháp đó. Thì ngày hôm nay về cơ bản sẽ là 50% là chúng ta sẽ hỏi và 50% là chúng ta sẽ thực hành các cái nội dung mà liên quan tới các cái từ này và các cái ngữ pháp này. Sau đó là mình sẽ có một cái bài tập bổ sung hôm trước là shadowing lại cái bài đọc và gửi lên nhóm. Thì hôm trước mình mới nhận được của một bạn thôi. Còn những bạn khác thì chưa thấy ai gửi. Thì do hôm nay là cái buổi đầu tiên ấy nên chắc là mọi người cũng chưa có tinh thần để nộp bài tập lắm. Nên là các cái buổi sau thì mọi người cố gắng cứ gửi lên nhóm để cho mọi người cùng có cái gọi là gì? Yaruki, cái tinh thần để học tập nha. Có bạn nào vừa xin ngày hôm trước khi mà tổ chức cái buổi offline thì mình cũng nhận được một số các cái comment từ phía mọi người. Thì trong cái quá trình mà mình chia sẻ các cái buổi như thế này ấy, mình sẽ cố gắng giải quyết từng chút một các cái câu hỏi đó. Những cái câu hỏi mà liên quan tới cái IT thì cũng có này, rồi những cái câu hỏi liên quan tới việc là nhiều bạn nói rằng là ngữ pháp của bạn ấy còn kém này, hoặc là từ vựng của bạn ấy còn kém. Thì trong cái quá trình mà mình chia sẻ như thế này, mình sẽ cố gắng là gọi là học tập từng chút một nhé. Tại vì mọi người không thể nào mà có một cái lòng tham đó là một phát là mình phải biết được tất cả. Thì cái đấy mọi người cũng phải gọi là tự chế ngự lòng tham của mình ấy. Bởi vì bản chất cái việc học này của mình không thể nhanh được, và mình cần phải học đến đâu và chắc đến đấy, cũng như là học được từ nào thì mình sẽ vận dụng được luôn từ đấy là tốt nhất. Thì ngày hôm trước mọi người đã biết các cái từ này chưa? Bây giờ mình ôn lại một chút này. Các cái từ mà pick up ở trong cái bài đọc ngày hôm trước ấy, cái phần nội dung này này thì là nó có ở trong cái cuốn sách rồi nhá, nên là sẽ không, về cơ bản là sẽ không đọc lại. Bây giờ sẽ nhờ mọi người đọc mấy cái này này. Đầu tiên là performance là gì ta? Ai biết nhỉ? Cứ mở mic lên nói đi nhá. Cả nhà. Là perform là kiểu trên bài đúng không chị? Trong bài thì là nghĩa là gì em? Tiếng Anh của mình nó là performance đúng không? Performance là performance. Trong bài của mình nó là câu trong câu nào? Đây luôn, cái này hơi trong câu dẫn này. Đúng không? Chính là trong cái câu trích dẫn này, tại vì là nó hơi mờ, mọi người nhìn ở đây này. Đúng không? Performance là cái performance là gì? Là cái hiệu suất mà mình thể hiện ra ấy. Ví dụ như là cái người đấy bình thường đánh giá cuối năm mọi người đi làm thì sẽ có một cái đánh giá performance đúng không? Đánh giá performance là đánh giá xem là cả năm vừa rồi bạn đã làm việc tốt chưa, cái cách thể hiện của bạn như thế nào. Thì cái này mình sẽ dịch là hiệu suất công việc. Thì trong khi mà mình đi làm, đặc biệt là những cái công ty liên quan tới IT thì nó sẽ có là nửa năm hoặc là một năm, hoặc là ai mà làm phòng hành chính nhân sự nó sẽ có cái bài đánh giá về performance. Thì nó chính là performance, đúng không? Thì ở đây nó chính là cái hiệu suất công việc. Mọi người có ai có cái ví dụ về cái từ performance này không? Mọi người có thể đánh lên trên Zalo nhé. Nếu được thì đánh lên trên Zalo, hoặc là đánh lên Zalo là tốt nhất, tại vì mình đang dùng Google Meeting thì mình không thể nhìn được cái phần chat của mọi người ở trên này. Nếu không là nó sẽ mất. Nên là đánh lên Zalo cũng được. Tiếp đến là cái từ GNT. GNT là gì ta?
Gen T là gì ạ? Tiền đề, đúng không? Tiền đề này dùng trong trường hợp nào nhỉ? Ok, tạm thời bây giờ mình cứ đọc đã nhá. Gen T này là tiền đề. Tiếp, mê gia sự là gì? Mê gia sự là đúng rồi, nhằm mục đích và hướng tới. Yoso là dự kiến, dự đoán. Chứ na, đúng rồi, chứ na ga rữ kết nối hoặc là dẫn tới, có là cái A nó kết nối đến B hoặc là cái A dẫn tới B. Tiếp, aga rự hoặc là age rự. Aga rự thì là tự động từ, còn age rự là tha động từ. Aga rự là cái gì ạ? Cái gì đó nó tăng lên đúng không? Tiếp, gá đê rự là xuất hiện nó sẽ là đi với lại tự động từ. Mình sẽ có đê rự hoặc là đa sự. Đa sự thì là tha, còn đê rự thì là tự đúng không? Cái gì nó tự động diễn ra thì nó sẽ là đê rự. Yahari thì là dùng trong văn viết, còn nhập pari thì dùng trong văn nói, nghĩa là quả nhiên là đúng là như vậy rồi. Ai cũng biết những cái câu đấy. Bây giờ mình sẽ kết hợp với các cái ngữ pháp này. Thì em đã chuẩn bị một cái slide cho cái buổi ngày hôm nay như sau. Nhiệm vụ của mọi người là phải về tìm các cái câu ví dụ ở trong chính cái công việc hiện tại của các bạn và gửi lên trên nhóm nhá. Tại vì bản thân mọi người mà không đóng góp ấy thì mọi người trong đến lúc mà cuối cái khóa học này mình sẽ không thể có cái sổ tay đọc dịch được. Không, mình không thể có cái sổ tay của cộng đồng được, mà mới chỉ là cái sổ tay của Lê Thị Hồng thôi. Còn nếu như các bạn muốn nó là cái sổ tay của các bạn thì các bạn bắt buộc các bạn phải đóng góp, các bạn phải comment lên thì nó mới thành của bạn được. Còn nếu như mà các bạn chấp nhận là nó chỉ là của Lê Thị Hồng thôi ấy, thì ok, không vấn đề gì, mọi người không cần phải đóng góp gì. Nhưng bản thân cái mong muốn của em đó là gì? Tất cả mọi người phải đóng góp ít nhất là 1 đến 2 câu thì nó mới là của bạn được. Và bạn phải áp dụng được nó thì nó là cái mục tiêu. Giống như ở trong cái nội dung nói ngay từ đầu ấy, cái mục tiêu của mình nó phải là áp dụng được vào thực tế, còn không phải chỉ đọc và để đấy. Nên là mọi người cố gắng là gửi bài tập lên trên nhóm nha. Đã mất công cất công đi tham gia rồi thì mình cũng phải có được một cái gì đấy mang về chứ, đúng không? Còn nếu mà đi mà tham gia mà không có cái gì đấy mang về thì nó cũng phí ra. Đấy, nên là cái đấy mọi người cố gắng giúp em nha. Tiếp này, bây giờ để ôn tập lại cái nội dung buổi 1 đi. Đầu tiên mình ôn tập lại cái nội dung buổi 1. Mọi người có nhìn thấy rõ cái câu ở trên màn hình không ạ? Ok, trong buổi 1 ngày hôm trước mình có cái gì ạ? 3 câu chính đó là gì? Ai nhắc lại á? Hoặc là ai nhắc lại hoặc là comment giúp em nào. 3 loại câu là gì? Có 3 loại câu là câu động từ, câu danh từ. Câu tính từ. Đúng rồi, câu tính từ. Ok, câu danh từ thì là kết thúc bằng đề sự đúng không? Đề sự hoặc là danh từ đúng không? Kết thúc bằng danh từ. Câu động từ kết thúc bằng động từ, còn câu tính từ kết thúc bằng tính từ. Ok, cái câu này của mình có 3 dòng. Đầu tiên mọi người sẽ nhìn vào dấu phẩy. Quá. Vậy quá ở đây là chủ ngữ ạ. Ok ạ. Cô tô đế ở đây là kết thúc là gì đấy? Cô tô đế thì chắc chắn là kết thúc là danh gì? Từ. Danh từ chuẩn. Danh từ. A là B. Đúng không? Câu danh từ của mình sẽ là A là B. A là B hoặc A không phải là B. Vậy mình đã biết A là B rồi đúng không? Cô tô đế là câu danh từ này. Tiếp đến cái dấu chấm thứ hai là đề ký tự là Câu động từ. Vậy câu này có 2 vế. Một là câu danh từ, hai là câu động từ. Vậy mình dịch từng lớp một cho em. Chủ ngữ của mình là gì đấy ạ? Ở đây là Mai do furnesu no pointo. Rồi, ok, từ mới ở bên dưới nha. Hôm trước có một bạn comment là không có biết nhiều từ mới. Thì cái từ mới em đã nốt ở đây rồi. Nhưng mà cái mindfulness ở đây nó chính là mindfulness, nhất là chánh niệm ý. Mọi người ơi, câu này nó hơi gì một tí nhá. Mình vừa học thêm một tí về Phật Pháp nha. Chánh niệm ý. Chánh niệm là mình luôn luôn mình tập trung vào những cái gì mà hiện tại bây giờ mình đang làm ấy. Chúng ta tập trung vào cái việc mình đang nói, chúng mình tập trung vào cái việc mình đang nghe, cái việc mà mình tập trung vào một cái việc gì đó, người ta gọi là mindfulness, là chánh niệm. Rồi, quanh tổ này là gì ạ?
Điểm. Đúng rồi, điểm và điểm. Điểm ở đây là gì cả nhá? Điểm là sao? Đúng rồi, cái điểm chính, cái vấn đề chính, cái vấn đề mấu chốt, cái điểm mấu chốt. Ok, punto. Cái điểm mấu chốt của chánh niệm, của mindfulness là gì ạ? Cô Tô Đế. Là ở đây nó có cái từ nagameru đấy nha, bên dưới này. Nagameru là ngắm nghía. Ngắm nghía. Uketomeru là tiếp nhận. Uketomeru là tiếp nhận. Rồi bây giờ hai cái động từ kết nhau, kết với nhau bằng thể T. Vậy là dịch thể T trước à? Đúng rồi, dịch thể T trước là gì? Ngắm nghía và tiếp nhận. Đúng rồi, tiếp nhận cái gì ạ? Ở đây nó có kachi handan. Kachi handan ở đây nó chính là kachi là giá trị, handan là phán xét. Ok chưa? Vậy là gì? Ở đây nó có ố, xe dự ní. Xe dự ní là gì cả nhá? Không. Không, chuẩn. Vậy không, không phán xét mà ngắm nghía và tiếp nhận. Đúng rồi. Như thế à? Đúng rồi. Sonomama là sao? Nguyên như thế. Đúng rồi, nó như thế nào thì để nguyên như vậy, đúng không? Sonomama uketoru là cứ ngắm nghía, có là ở đây người ta gọi là quan sát ấy. Nếu như trong ấy người ta gọi là quan sát ngắm nghía hay còn gọi là quan cứ không phán xét mà quan sát nó y như là như vậy, nó như thế nào thì quan sát nó như thế và tiếp nhận nó. Vậy cái điểm mấu chốt mình dịch là gì? Điểm mấu chốt trong chánh niệm ở đây là chỉ không phán xét mà chỉ ngắm chỉ là gì à? Quan sát và tiếp nhận nó thôi. Và tiếp nhận. Tiếp. Sono ka sono ho ga sekai no tayose. Tayose ở đây là tính đa dạng no o jibun no naka ni. Jibun no naka tori komi kuru tomi kumu koto. Rồi. Koto đế ở đây là danh từ rồi. Tiếp có thể gì? Toriko mu thêm vào à? Không phải, hôm trước buổi 1 có từ này rồi. Đấy, nỗ lực cố gắng. Đúng rồi, nỗ lực cố gắng cho một việc gì đó. Đó là chúng ta có thể nỗ lực cố gắng. Cố gắng cái gì ạ? Tính đa dạng. Đúng rồi. Tính đa dạng của... À tôi chết rồi, toriko mu này nó còn có nghĩa là import nữa. Import là import là kiểu là gì? Áp dụng nó vào thực tế gì đó. Áp dụng và thu nạp nữa. Tori cơ mự này nó còn có nghĩa là áp dụng và thu nạp nữa. Trong trường hợp này đó là áp dụng thu nạp cái gì? Tính đa dạng. Tính đa dạng của thế giới. Của thế giới. Vào trong bản thân. Đúng rồi, có nghĩa là sao? Rồi bây giờ mình dịch cả câu lại. Điểm mấu chốt của chánh niệm tính niệm là không phán, không phán xét mà chỉ quan sát và tiếp. Đúng rồi, chỉ quan sát và tiếp nhận. Tiếp nhận như thế. Cô Tô Đế ở đây nó còn có một cái nghĩa khác nữa. Cô Tô Đế nó còn có một nghĩa khác nữa là gì? Đúng rồi, bằng cái cách như vậy, đúng không? Bằng cái cách như vậy thì chúng ta có thể thu nạp được tính đa dạng của thế giới vào trong bản thân mình, đúng không? Thì ở đây nó chính là cái câu mà mình vừa dịch. Điểm mấu chốt của chánh niệm là không phán xét mà chỉ nhìn và tiếp nhận. Bằng cách đó chúng ta có thể thu nạp được tính đa dạng của thế giới. Ok nha. Vậy tại sao lại có câu này? Cái vấn đề là tại sao chúng ta lại có câu này? Bởi vì rằng là chúng ta cần phải luôn luôn chánh niệm nhá. Cái này nó chánh niệm ở đây. Tại sao mà lại có cái câu này? Bởi vì là em muốn là khi mà mọi người tham gia vào những cái buổi workshop mà liên quan tới online rồi offline mà kiểu miễn phí như thế này ấy, mọi người có một cái tâm niệm là gì? Vào cũng được, không vào cũng được, làm bài tập cũng được, không làm bài tập cũng được. Và nó không có cái sự cam kết. Và đó là kinh nghiệm của em từ rất nhiều các cái buổi offline và online từ trước đến đây em đã từng làm. Mọi người đều
không có gắn cái trách nhiệm của mình vào trong đấy, mà người không chủ động cũng như là không có cái sự tập trung nhất định cho những cái buổi ngày hôm đó, nên thực sự cái hiệu quả của mọi người không nhiều. Chính vì vậy mọi người hãy cố gắng làm sao tập trung vào những cái gì mà mình muốn học và mình sẽ học. Sau đó là mình xem là mình có thu nạp được cái gì hay không. Bởi bản thân là cái việc học này ấy, bản thân cái việc học nó là chán, nó là nhàm chán đi. Tất cả mọi người đều không ai thích học cả, em cũng không thích học. Nhưng mà cái vấn đề là mình cần phải biết được là mình học để làm gì, mình học với cái mục đích gì, phục vụ gì cho chính mình. Nếu mà mình cảm thấy cần thì mình hãy tập trung vào nó, tập trung và cố gắng xem là mình có thu nạp được cái gì ở bên ngoài hay không, và mình áp dụng nó vào thực tế nha. Đấy là cái đầu tiên mà em muốn nói. Vậy mọi người đã đọc cái bài ở nhà rồi đúng không? Bây giờ cái giờ là câu hỏi này, bạn thích ý nào nhất trong cái bài này? Ok, bạn nào đã thử dịch chưa? Bạn thích cái ý nào nhất trong bài này? Bây giờ phải trả lời câu hỏi thôi chứ không. Một là nói, hai là comment. Bạn thích cái ý nào nhất trong cái bài vừa rồi bạn đọc? Có ai comment không nhỉ? Chị. Vâng. Nói được không? Comment lâu lắm. Vâng, chị nói ạ. Thì, chị đọc bài này, chị thích nhất ý là cái ý là Hodoga Tanoshi Kereba Performance ga Agari Yokeka ga Deru. Đúng rồi. Deru Sarani Kodoshite Joso Iyo no Seiko o. Osameru. Cái từ này osameru này nó là thu được, gặt hái được. Osameru là thu được hoặc là gặt hái được. Gặt hái được cái thành công mà ngoài cái mong đợi của mình, ngoài cái sức tưởng tượng của mình. Tiếp đến là gì? Kodo ga tanoshi kereba có nghĩa là gì? Nếu như mà bạn cảm thấy vui thích cái hành động đấy, bạn cảm thấy vui vẻ với nó đúng không? Thì bạn sẽ cái hiệu suất công việc của bạn sẽ tăng lên, giống như kiểu bạn làm một cái gì đấy vui thì bạn sẽ thích thú với nó, thì bạn sẽ tiếp tục làm và bạn sẽ có cái yoi kịch cả. Ở đây nó có cái từ yoi kịch cả ga đê được. Đê được ở đây là gì sao? Đê được ở đây nghĩa là gì cả nhá? Là sao? Đạt được, tự hiệu quả. Có lần nó tự xuất hiện, tự nhiên nó. Đúng rồi, nó tự nhiên nó sẽ tốt, chứ không phải là mình cầu mong nó tốt, mà nó sẽ tự nhiên nó tốt. Khi mà bạn làm bạn thấy vui, tự nhiên bạn sẽ được cái kết quả tốt như mong đợi thôi, thậm chí còn ngoài hơn ngoài mong đợi. Nên cái vấn đề là gì? Mình phải vui với nó, đúng không ạ? Thế nên là ngày hôm buổi một ngày hôm đầu ấy, em có nói là gì? Mình phải tìm cái gì mà mình thích. Nếu như các bạn không thích đọc sách thì các bạn vào đây không có tác dụng gì cả. Nếu như mà các bạn cảm thấy rằng là cái việc đọc sách là một cái việc chán ngắt, không phải phù hợp với mình, cái việc của mình phải là gì? Phải là nghe nhạc cơ, phải là xem phim anime cơ. Ok, các bạn đi tìm những cái nhóm khác về anime, về ongaku. Còn ở trong cái khóa này là các bạn bắt buộc các bạn phải đọc. Thì nếu như mà các bạn thích đọc thì các bạn hãng vào, còn nếu như các bạn không thích đọc thì các bạn có thể đi ra ngoài. Thì đấy là cái mà mình muốn nói tới, đúng không? Mình phải tìm cái gì mà mình thích để mà mình làm, thì cái performance sự của mình nó sẽ agari. Tất cả động từ của mình ở đây nó là gì? Tự động từ, không phải tha, không phải là ghê đự, không phải là mình cố mình làm nó lên, hoặc là không phải là mình đa sự, đúng không? Là mình làm cái gì đó ra, mà nó tất cả đều là tự động từ hết. Nên là mọi người để ý cái động từ này. Khi mà mình nói chuyện trong tiếng Nhật cũng vậy, mình cũng hãy để ý cái tự động từ và cái tha động từ như thế. Ok, chị thích nhất câu này đúng không? Tại sao chị thích? Từ lấy ra toàn em nói. Tại vì chị thấy là cái câu này, tức là mình đặt thực ra ở đây chỉ có tanoshi thôi, nhưng mà chị nghĩ là trong bất cứ công việc gì, trong bất cứ hành động gì, nếu mình cảm, một là cảm thấy vui vẻ, hai là mình dành một cái gì đấy cho nó ấy, gọi là tâm huyết ấy, thì tự động nó sẽ có kết quả tốt. Và khi như thế thì mình sẽ có những cái mà ví dụ như mục tiêu mình có thể chỉ là như thế này thôi, nhưng mà nếu mình dành cho nó một cái gì đấy, dành tâm huyết, dành công sức cho nó, thì nó sẽ cho mình những cái gọi là thành công ngoài sức tưởng tượng, ngoài mong muốn. Vâng, đấy thì em rất là mong mọi người có thể tìm được cái mà mình thích. Nhiều khi là trong cuộc sống của mình sẽ có những cái mà mình tự động mình thích ấy. Có những cái người rất là thích handmade chẳng hạn như em, hoặc là có những người mà rất là thích kiểu những cái
nhỏ nhỏ xinh xinh như kiểu sticker chẳng hạn cũng là như em, nhưng mà sẽ có những người thích cái khác, thì mình phải tìm ra được cái gì mà mình thích nha các bạn. Và mình sẽ đọc những cái nội dung liên quan tới cái nội dung mình thích đó. Rồi bạn khác ạ? Bạn nào thích câu nào nữa không? Bạn nào thích câu nào nữa không ạ? Mình phải nói nhá, chứ nếu không là từ trước giờ em toàn nói thôi nên là em chán rồi. Em phải yêu cầu mọi người nói cơ. Có ai có ý kiến gì nữa không? Thêm một người nữa đi, cố lên. Vâng, mình thì mình thích cái câu đầu tiên, cái câu mà bạn hay làm ví dụ á. Cái câu cũng là câu này luôn đó hả? Cái câu đầu tiên mà. À, câu đầu tiên. Đây, câu đầu cô sửa ra như thế này, sẽ ngộ bên dưới chữ cả sát với sổ. Ok, cái từ động từ đây là gì? Xá xê rự, xá xê rự là gì cả nhá? Làm cho sai khiến. Đúng rồi, sai khiến, sai khiến. Thì mình sẽ dịch là gì nhỉ? Làm cho. Khiến hoặc là làm cho cái gì đó đúng không? Ở đây sẽ khiến. Ở đây là ghen dịch cạ xa xê được là khiến cái gì đó. Ở đây là cô sộ gá là gì ạ? Chính. Chính cái hành động sẽ làm cho những ước mơ và chính hành động sẽ làm cho ước mơ và thành công sẽ trở thành hiện thực. Đúng rồi, có là hiện thực hóa đúng không? Sẽ hiện thực hóa. Mình nên dịch động từ trước, bởi vì câu động từ của mình thì sẽ là dịch từ động từ dịch lại đúng không? Còn nếu như mình dịch là you me trước và se cô trước thì cái câu của mình nó hơi bị ngược, nên là dịch nó không được xuôi đúng không? Thế nên là công thức của mình là với câu động từ mình sẽ dịch động từ trước rồi dịch đến cái bổ ngữ sau thì tự nhiên nó sẽ thuận là hiện thực hóa ước mơ hoặc thành công của mình. Chính cái hành động đó là mình phải làm. Ok, tiếp. Còn cái đoạn sau thì là giống cái câu trước rồi đúng không? Em thì em thích nhất câu này. Cái câu cuối cùng của bài này là cái ông Murakami Haruki này, mọi người có biết là ông nào không ạ? Murakami Haruki là cái ông mà viết tiểu thuyết. Đúng rồi, viết cái cuốn mấy cái cuốn tiểu thuyết như là Rừng Na Uy này. Rừng Na Uy. Rồi cái cuốn mà em thích nhất của ông ấy là cuốn là Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ. Cái cuốn đấy vô cùng hay luôn. Cái cuốn Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ nói về cuộc đời của ông ấy, và ông ấy liên kết cái việc viết văn của ông ấy với cái việc chạy bộ. Thì ở đây là cái ông này, ông ấy nói chung là rất là nổi tiếng rồi đúng không? Cái ông này, ông ấy Tô Kai Tê Tạ, là ông ấy đã viết rằng là Se Katsu no tame ni Shigoto o shite inai, là gì? Tôi làm sao? Không làm việc để sống. Đúng rồi, không phải là làm việc để sống, có nghĩa là không phải làm để đi kiếm ăn ấy, không phải làm để đi kiếm tiền ấy, mà Akutagawa Sho, đây là cái tên của cái giải thưởng này, Naoki Sho này cũng là tên của giải thưởng này. O mezaste de wa ke deu ạ, naku có nghĩa là gì? Không hẳn là hướng tới loại này là nhắm vào những gì, không phải là Akutaga hay là Naoki. Đúng rồi, nhắm tới. Bây giờ chủ ngữ nó vẫn là ai nhỉ cả nhà? Chủ ngữ vẫn là Murakami Haruki. Ok. Ông Murakami Haruki đấy có là gì? Không hẳn là gì? Không phải là, đúng không? Không phải là nhắm tới hoặc là nhằm tới hai cái giải thưởng đấy. Mà Tanoshi kara sosetsu o kaete ru toyu kodo ga okina seiko ni tsunagatte iru koto wa boku ni totte wa atarimae no koto no you ni omoeru. Câu này rất dài. Nhưng mọi người nhìn thấy dấu phẩy thứ hai là koto wa. Kết thúc câu là no koto. No you ni omoeru thì nó là cái câu động từ, nhưng mà cái bản chất câu này nó chỉ là gì? Koto wa. Koto desu. Chuẩn. Vậy A là B. Omoeru thì mình sẽ bổ sung thêm vào là gì? Tôi cho rằng là như thế. Tôi cho rằng là A là việc mà B. Tôi cho rằng là việc. Việc mà kết nối. Việc dẫn đến thành công lớn. Việc gì ạ? Việc hành động. Đúng rồi. Việc hành động. Việc hành
hành động mà viết tiểu thuyết từ niềm vui. Đúng rồi. Nó sẽ dẫn đến những thành công lớn. Chuẩn rồi ạ. Rồi, và mọi người nốt thêm cho em một ý nữa là cái cô tô hóa này là chủ ngữ. Và cái đề hóa nắc cự này cộng với cái tê tự này nó đều là đi kèm với cô tô hóa này hết. Vậy chủ ngữ của mình bao gồm hai ý là cái ông Murakami này không phải là ông hướng tới cái A cái B mà gì? Tôi cho rằng là cái hành động gì à? nó nếu mà nói chuẩn ra thì là từ niềm vui sẽ tất lẽ dĩ ngẫu, đúng không? Chữ naga ở đây là gì? Tự động từ, có là sẽ tự động dẫn tới những cái thành công lớn. Và đối với tôi cái việc đó là việc đương nhiên. Ok chưa? Đấy là cái câu mà em thích nhất ở trong cái bài này. Tất nhiên là mình phải tìm được cái gì mà mình cảm thấy rằng là mình thực sự vui vẻ và thích thú với nó thì mình mới có thể dẫn được cái thành công lớn được. Có là gì? Dạo gần đây em học có là gọi là mình em rất là có một cái niềm gọi là vui thích đặc biệt tới cái việc là khám phá được cái sở trường của mình ấy. Có lúc nào mình cũng đau đáu là mình xem là có thực sự tiếng Nhật là cái sở trường của mình hay không, bởi vì từ trước giờ mình nghĩ là tiếng Nhật không phải sở trường của mình. Thì dạo gần đây em nhận thấy là cái sở trường của em là nhiều khi là cứ thích là đào sâu vào những cái như kiểu mình là ai, mình đến đây để làm gì ấy. Nói chung cái đấy nó cũng hơi gì gì đấy. Nhưng mà mình luôn luôn phải, em lúc nào cũng mong muốn có một cái ý là luôn luôn tìm được cái sở trường, sở mạnh của mình là gì. Và mình cố gắng tìm được những cái gì mà mình cảm thấy thực sự là vui thích và mình có thể làm được nó mà mình không cảm thấy chán. Tất nhiên là cái việc chán là việc đương nhiên nhé mọi người. Nhưng mà phải làm thế nào để có thể thực sự là vui thích với cái việc mà mình đang làm là cái mà em đang hướng tới và đang tìm. Nên đây là cái câu mà em thích nhất trong cái bài này. Đấy, thì đấy là chia sẻ cái câu của em. Rồi, nó chính là cái câu đấy. Thì chia sẻ thêm về cái câu này ấy, thì là dạo gần đây mọi người có biết là em đang đọc thêm một cái cuốn là Zutto Yaritai Koto Yarinasai, là cái cuốn tiếng Anh, nó gọi là cuốn The Art Ways. Mọi người ở đây đã ai đọc cái cuốn tiếng Việt của cái cuốn ấy chưa? Chắc là chưa đúng không? Thì là dự định là em sẽ đọc xong cái cuốn đấy xong, thực hành xong độ vài buổi thì là thấy nó hiệu nghiệm thì biết đâu đấy khoảng tầm sang năm thì sẽ chia sẻ về cái cuốn đó cùng với mọi người nha. Thì mình do gần đây em làm một cái động tác đó là morning page, là cái những cái trang viết buổi sáng ấy, gọi là tối đa là mình sẽ tối thiểu là mình sẽ viết 3 trang giấy mỗi buổi sáng, gọi là khi thức dậy ấy là mình sẽ viết gọi như kiểu là lấp đầy 3 cái trang giấy. Thì cái mục đích của cái việc này ấy, đó là mình thực sự mình tìm ra được cái gì mà mình thấy vui hoặc là cái gì mà mình cảm thấy hứng thú. Và mình đang luyện tập cái trực giác hoặc là cái cảm giác của mình. Thì mong rằng là một cái thời gian không lâu nữa em sẽ có thể chia sẻ được với cái Morning Page này. Bởi vì em mới làm được có 1 tháng thôi, nó cũng chưa có nhiều điều để chia sẻ. Nhưng mà cái mà mong muốn của em đó là sẽ có thể chia sẻ được với mọi người. Và nói ở đây để cho mọi người biết được rằng là biết đâu một thời gian tới mình sẽ có những cái buổi workshop liên quan tới cái việc tìm ra được cái sở trường sở mạnh của mình, hoặc là tìm ra được những cái mà mình thực sự thích. Đấy, thì rất mong một ngày nào đó sẽ đến nhá. Rồi, có một cái chia sẻ nữa ở đây. Khi mà em đọc cái, em nghe cái audio của chị Ngọc, chị Ngọc đúng không nhỉ? À, chị Quỳnh chứ. Thì mọi người bị phát âm sai rất là nhiều. Có ai phát âm hộ em 3 cái từ này phát nhỉ? Để xem có bị sai không. Gọi, bây giờ gọi đi. Ở đây gọi đi xem nào. Bạn nào tên là Nguyễn Anh hay Nguyễn Ánh này, đọc hộ chị được không? Đọc hộ chị 3 cái từ này. Suru, neru, aru. Rồi bây giờ đọc cho chị cái từ học xem nào. Cái từ học ấy, chị biết cái từ học ấy, benkyo ấy. Benkyo suru. Benkyo suru. Tiếp. Nói cho từ luyện tập đi xem nào. Renshu suru. Rồi. Từ này ạ, bây giờ nói một câu dài đi. Ngày hôm nay tôi ngủ lúc 9 giờ, nói nào ạ? Kyo
Kuzini Neru. Ok, rồi vậy này cũng không không bị sai lắm nhá. Thì cái từ sư rụ này thì là hơi 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 một tí. Hôm trước em học hội thoại với cô người Nhật ấy thì bị một cái lỗi đó là sư rụ. Mọi người nghe sư rụ không? Không phải sư sư là cao nhá, mà phải là sư rụ. Neru. Aru. Không phải aru mà aru. Iru. Mọi người bị thế nên là người Việt Nam của mình rất là hay bị nhầm cái phát âm cái này. Thì tí nữa cũng sẽ gửi lại cho mọi người cái audio của chính cái bài mà hôm nay mình đọc này này, thì mọi người nghe và mọi người nghe cái cô người Nhật cô ấy đọc ấy, và mọi người tự nghiệm xem mình có đang bị nói sai cái từ suru, neru và aru không nhá. Thì lúc mà mình nghe cô ấy nói thì không bao giờ có suru hoặc là neru hoặc là aru là bị sai, mà phải là suru, neru, aru, iru. Đấy thì làm hôm trước em học mình cũng bị cái lỗi này nhá, kiểu lúc mà mình nói thì mình không để ý tới, nhưng mà cô ấy bảo là Hồng rất là hay bị sai cái phần phát âm đấy. Thì là để ý khi mà mình nghe các cái audio hoặc là các cái video của người Nhật ấy, thì mình để ý những cái từ mà kết thúc là động từ và nó có cái từ rư đằng sau này, thì đừng có nói là sư rư nhá. Cái từ sư rư thì là rất là nhiều, gặp rất là nhiều trong cuộc sống. Thì mọi người nhớ cho em cái phát âm này nhá. Bây giờ em thử nhá, thử cái thằng Google Translate đi, nó đọc cho mình xem nào. Chẳng hạn như này. Suru. Đấy, mọi người nghe thấy không? Có nghe cái âm người ta nói không? Suru. Nghe thấy không ạ? Không chị ạ. À không à? Nghe thấy à? Vâng. Chờ tí nhá. Hình như là phải chia sẻ một màn hình thôi thì sẽ được. Chia sẻ ở đâu? Đây. Cửa sổ. Trình duyệt chôm. Chia sẻ. Làm nào để đây, Google dịch này, chia sẻ này. Rồi, mọi người nghe này. Suru. Có nghe thấy không ạ? Không chị ạ. Ơ, không nghe thấy à? Thôi, bị fail rồi. Thôi để buổi sau mình ấy lại nhá. Thì cái từ suru, mọi người ta nói là suru chứ người ta không nói là suru. Bây giờ nói cái từ neru cũng thế. Neru, cái thằng Google nó cũng nói là gì? Neru. Neru chứ không phải là neru. Suru. Neru. Bây giờ từ aru nhá. Aru. Hoặc là iru. Iru. Đấy, iru. Đấy chưa? Thì cái này mọi người ở đâu ai bị ồn đấy nhỉ? Thì mọi người để ý giúp em nhá. Là iru, neru, đúng không? Suru. Thì lúc mà mọi người shadowing lại cái bài đọc ngày hôm nay ấy, thì mọi người cũng để ý cho em những cái từ này nha. Tiếp. Bây giờ chia sẻ tiếp này. Tiếp này, đầu tiên là mình học ở trong cái bài này nó có thể sai khiến ở chính là cái câu mà bạn nào bạn ấy vừa thích ấy. Bạn ấy vừa thích ấy, đó chính là gì? Cô đô cô sổ gà, yume ya se ko gen dịch cả xa xe đự, đúng không? Thì thể sai khiến thì mình sẽ dịch là gì? Thể sai khiến mình sẽ dịch là? Làm cho, khiến cho. Khiến hoặc là làm cho, đúng không? Khiến hoặc là làm cho. Thì bây giờ, các cái mẫu ngữ pháp hay sử dụng nhất với thể sai khiến. Đầu tiên này này, đây là các cái từ mà thường dùng trong công việc. Ở đây có bạn nào làm sinh viên không ta? Có bạn nào sinh viên không nhỉ? Hay là toàn đi làm hết rồi? Dạ có. Có sinh viên hả? Sinh viên năm thứ mấy em ơi? Dạ sinh viên năm 4. Ok rồi, thế thì học luôn các cái từ liên quan đến công việc nhá. Đấy, thì trong công việc của mình nó sẽ có là câu đầu tiên là gì đây? Để tôi sasete kudasai. Sasete kudasai là gì? Hãy cho tôi làm cái gì đó, đúng không? Hãy cho tôi lên kế hoạch. Và cái sasete kudasai này đi với trợ từ gì cả nhá?
Ní ní đúng không? Hãy cho tôi cái gì đó. Sasete kudasai. Watashi ni keikaku wo tate sasete kudasai. Tatsu mà. Tiếp. Bây giờ cũng tiếp tục là ní đúng không? Cho tôi làm cái việc đó. Đúng không? Cho tôi làm cái việc đó. Ừ, hãy để anh làm cho, để em làm cho, để tôi làm cho. Sore wo sasete kudasai. Thực ra trong cái câu này nó có watashi ni thôi, còn thực tất trong khi mà làm việc ấy, mình không cần watashi ni này cũng được. Mình chỉ cần nói là sore wo sasete kudasai. Thôi để em làm cho, để cháu làm cho, để tôi làm cho, để chị làm cho. Đấy, thì là sasete kudasai. Tiếp này, nó có một nghĩa nữa, đó là gì? Zoki ở đây là gì? Là tắt mic của em ấy. Zoki to onaji yoni hyoji sasete kudasai. Là gì? Hãy cho cái gì đó. Trong trường hợp này thì nó lại không phải là gì. Tại vì cái câu trước thì động từ của mình nó là chủ ngữ là tôi, là vật. Anh nhầm, là tôi, là người. Thì là mới là gì? Cho tôi làm cái gì đó, cho tôi thực hiện cái gì đó. Nhưng cái này cũng là sasete kudasai, nhưng mà nó lại là gì? Cái từ này là hiển thị các cái nội dung ABCD ấy. Ai mà làm trong IT thì sẽ gặp cái này. Thì là gì? Hãy cho cái gì đó, đúng không? Hãy cho hiển thị giống như là cái nội dung ghi ở trên. Cái từ zoki ở đây là nội dung ở trên ấy, nội dung ghi ở trên. Zoki to onaji yo ni hyoji sasete kudasai. Ok, thế đây sasete kudasai là dạng gì? Xuồng xã thôi, hay còn gọi là dạng bình thường thôi, nói trong bạn bè bình thường thôi. Bây giờ các bạn chuyển sang kinh ngữ giúp em nào. Sasete kudasai chuyển sang kinh ngữ là gì? Sasete itadakimasu. Đúng rồi, sasete itadakimasu. Thế nên lúc mà mình họp với khách hàng thì mình hãy nói là sasete itadakimasu. Hoặc là sasete itadakeru desho ka. Thêm một cái nữa gì? Sasete itadakimasu là một này. Sasete itadakeru desho ka này. Đúng không? Hoặc là đúng rồi. Yoji sasete itadakenai desho ka này. Vậy kinh ngữ của mình là sao bị vọng nhỉ? Là sasete itadakimasu, sasete itadakeru desho ka. Sasete itadakemasen ka? Hoặc là yoji sasete itadakenai desho ka. Ok chưa? Vậy bây giờ mình sẽ thử nói các câu sau. Vẫn là thể sai khiến nhá. Sasete nhá. Khách hàng bắt phải viết báo cáo cho việc đấy. Mình sẽ nói thế nào? Vậy là khách hàng bảo ấy, giống như kiểu khách hàng bảo là phải viết báo cáo cho cái việc đấy. Cái việc đó thì là nó sẽ là gì? Sore này, are này, hoặc là sono jiken này. Jiken là cái vụ đó ấy. Đấy, gì đó. Khách hàng thì ok cứ sàng rồi. Bắt phải viết là gì? Kate Kate Sosete Itadakimasu. Cái từ viết là ca cự. Bây giờ chuyển sang giải sai khiến giúp em nào. Kakase. Kakase. Kawase. Xin lỗi mọi người, con đi ra chỗ khác để mẹ làm việc. Bây giờ mẹ không in được, bây giờ mẹ đang phải dậy. Đừng để mẹ mắng. Đã bảo đi mẹ cho đi chơi, bây giờ mẹ phải làm việc rồi. Sasete kakaku đúng không? Bây giờ chuyển thành là bắt phải viết báo cáo. Ai viết nhỉ? Ai nói nhỉ? Hoặc là viết nhỉ? Mình viết. Ai viết ở đâu đấy? Viết ở trong Zalo à? Hay viết ở đâu đấy? À đây, Saiki. Đâu nhỉ? Mọi người viết đi, thử viết cái ví dụ của mình xem nào. Phải tự mình viết, sau bắt đầu. Đến lúc mà em nói ra cái đáp án ấy, ô thế à, thì nó mới ngộ ra được cả nhà. Chứ đừng đợi nha. Không ai cho đáp án trước đâu. Phải viết, phải nghĩ. Đến lúc mình nói ra đáp án thì đúng rồi, nó mới ngộ ra được.
cô các cự là khách hàng, đúng rồi. Bây giờ bắt phải viết cái từ phải viết này là gì? Phải viết là xà xê đự rồi đúng không? Viết là ca cự rồi đúng không? Đổi thành gì? Ca cự bây giờ chuyển thành thể sai khiến. Ca ca xê đự, đúng rồi, ca ca xê mát. Lê phô tổ ca ca xê mát. Liệu có phải là ô cắt cái sằng gá không nhỉ Nhất? Liệu có phải là ô cắt cái sằng gá không? Cũng phải đúng không? Đây, gá hay ní trong trường hợp này là... Thực ra cái này nó là ní thì chuẩn hơn nhá. Ní viết sai đấy. Kakasemas, kakasetimas. Ok. Em tưởng là gái chứ là nếu mà là ní thì sẽ là cô watashi gá, cô các cự ní đúng không? Giống như kiểu câu này này. Đúng không? Là cho tôi làm. Đúng không? Ừ, để cho tôi làm đúng không? Tức là sẽ là watashi ní. Nếu mà thế này cho khách làm à? Cô cái sằng ní thì sẽ là cho. Ừ thì chị bị nhầm, mà sao chị đang bị nhầm rồi? Sumimase. Hình như chị bị nhầm thật. Em đang đúng. Ừ chị nhầm đấy, chị nhầm, xin lỗi. Chị xin lỗi. Đúng rồi đấy. Và chính là cô các cự gá. Ở đây là sự việc đó đúng không? Sonoken, sonoken, sonokoto cũng được, sore cũng được. Nhưng mà cái ken này nó thì là bình thường trong IT thì là hay dùng là sonoken. Là cái sonoken ở đây nó chính là sonojiken ấy. Cái từ này này có là về cái việc đó. Ở đây ní cũng được, hoặc là ní chư ite cũng được. Kakasete itarakemasu ka? Itarakemasen ka? Có là không, cái này nó là câu khẳng định thôi. Đúng rồi, câu khẳng định nên ok. Rồi, nhớ thì là sẽ là KKCTIMAT là khách hàng đang bắt phải viết báo cáo về cái nội dung đó. Bây giờ tiếp, ngoài cái việc bắt ra thì là còn gì? Tôi cho uống thuốc, tôi cho con uống thuốc là gì ạ? Uống là gì? Nomaseru đúng không? Nô mự mà đúng không? Thì là nomaseru. Nomaseru kodomo ni. Đúng rồi. Đúng không? Chuẩn. Nomaseru, nomaseta. Chính xác, tiếp. Câu số 3. Vì chút bất cẩn mà tôi đã làm dự án bị thua lỗ. Bất cẩn là gì ạ? Bất cẩn thì mình cứ nói là miss sự hoặc là gì đấy, hoặc là gì đấy. Đáp án thì để sau. Vì chút bất cẩn mà tôi đã làm cho dự án bị thua lỗ thì cũng là thể sai khiến luôn. Làm cho dự án bị thua lỗ. Miss sự để project của tôi đi thua lỗ không biết là thua lỗ thì nó còn gọi là tổn thất đấy, tổn thất. Cái son. Son xích tự. Son xích tự là tổn thất. Son cái chữ sai sai ta. Son cái chữ không, son xích tự gì nhỉ? Tổn chữ tổn chữ thất đấy. Còn đây này. Akaji đúng không? Akaji cũng được, akaji là bị lỗ đúng không? Trở chuẩn. Akaji cũng được. Xà xê đự. Ở đây nó thêm một cái là xà xê tê xì mau. Là kiểu là bị thất bát ấy, kiểu lỡ làng ấy. Thì là sẽ là bóp tê xì mau đúng không? Xì mát tạ, thôi chết rồi ấy. Ai tắt mic của em phát? Ở đây là gì? Ở đây là vì một chút bất cẩn
bất cẩn ở đây là mít sự đúng không? Nhưng mà cho mọi người thêm một cái này nữa, cái này là người Nhật viết nha. Chotto sta fuchiwi. Fuchiwi đây là không cẩn thận nhá. Do không cẩn thận ấy, do không chú ý ấy, thì cái từ chotto này này, cái từ chotto này thì là bình thường nó đứng một mình thôi, còn khi mà ghép với lại cái danh từ ở đằng sau ấy thì mình về văn viết mình phải nói đủ là chotto sta. Chotto sta fuchiwi de projecto ô, bạn nào ní đây này, bạn nào viết là projecto ní. À cũng được, tại vì bạn ấy để là son xét chữ ố cũng được. Còn đây chị để là sa xê rự thì là sẽ là gì? Projecto ô son xét chữ sa xê tê si mai ma sta. Ok. Rồi câu nữa. Anh ấy lúc nào cũng nói những câu chuyện thú vị khiến, cái từ khiến này nó chính là sai khiến này. Khiến cho mọi người cười. Bây giờ khiến cho mọi người cười thì nói nào? Làm cho mọi người cười hoặc là làm cho mọi người vui, đúng không? Hoặc là làm cho cái gì đó thì sẽ là gì? Warawa se. Đúng rồi, warawa se du. Warawa se du. Bây giờ gì? Lúc nào cũng nói những câu chuyện thú vị khiến cho mọi người cười. Câu chuyện thú vị là gì? Omoshiroi hanashi. Bây giờ lúc nào cũng thì có từ gì? Itsumo. Itsumo thì là thường xuyên. Ừ, được. Itsumo đúng không? Omoshiroi hanashi o itte. Làm cho mọi người cười đúng không? Minao warawa semasu. Kare wa itsumo omoshiroi hanashi o itte minna o warawaseru. Chuẩn. Được chưa? Vậy là mấy câu đấy là câu dễ dễ nhá. Bây giờ đến câu tiếp này. Bây giờ bạn nào ở đây làm IT nhỉ? Giơ tay phát. Ở đây ai làm IT? Có mấy bạn làm IT? Có bạn nào không? Có bạn nào làm IT không nhỉ? Không ai làm IT à? Bạn nào làm công tơ không? Nếu mà không ai làm công tơ thì thôi bỏ qua cái slide này. Còn bạn nào làm công tơ thì giơ tay nói này, nếu không là chúng ta sẽ bỏ qua. Bởi vì là cái này chỉ có bạn nào làm công tơ thì nói nó mới có tác dụng. Còn nếu không thì thôi. Mình là công tơ. Vì mày quá, từ nãy là không nói, phải để chị dọa à. Hey. Sợ rất là không được. Ok, câu số 1. Hiển thị thông báo lên màn hình chính. Cái màn hình top là cái màn hình chủ ấy. Màn hình top hay còn gọi là màn hình chính, hiển thị thông báo lên màn hình top, màn hình chính. Giống như kiểu các bạn vào Facebook thì nó sẽ có màn hình chủ ấy, gọi là top page hoặc là ấy, bây giờ gì, hiển thị thông báo lên màn hình chính. Top page men ni. Đúng rồi, chuẩn luôn. Hyoji sase ru đúng không? Ở đây hiển thị lên đâu? Ni hyoji sase ru. Thông báo thì nó sẽ có là tsu chi hoặc là oshidase. Oshidase vậy là mình phải dùng ở dạng sai khiến. Tại sao trong trường hợp này dùng sai khiến hả bạn? Đúng rồi, sase ru. Sase ra. Sase ru. Bạn nào bạn Trinh à, nó biết sai rồi. Xà xê rự thôi nha. Tại sao trong trường hợp này lại dùng sai khiến? Tại sao lại dùng sai khiến hả các bạn? Trả lời phát nhỉ? Bắt nó phải hiển thị. Đúng rồi, bởi vì là gì? Mình viết chương trình đúng không? Mình viết code. Mình viết code để mà nó hiển thị lên được thì sẽ là phải dùng để thẻ sai khiến, đúng là. Có nghĩa là mình làm cái việc, gọi là bản thân mình là con người nhá, làm cho gọi là viết viết code hoặc là viết câu lệnh để mà nó hiển thị lên được thì nó phải là thẻ sai khiến. Tiếp, tôi đã phản ánh nội dung sửa đổi lên file Excel. Tôi đã điền hoặc là tôi đã phản ánh nội dung sửa đổi lên file Excel thì nói nào? Cái câu này thì không phải động IT này.
giống như kiểu là có những cái nội dung yêu cầu của khách hàng thì là mình phải tổng hợp các cái nội dung đấy vào một cái file Excel để mà quản lý nó ấy. Bình thường là mình sẽ chat ở trên Chatwork này, hoặc là chat ở trên Zalo này, Chatwork hoặc là Slack này. Nhưng bây giờ mình phải tổng hợp cái nội dung đấy, phản ánh cái nội dung đấy lên trên một cái file Excel để mà mình quản lý. Thì mình sẽ nói như nào? Ok, hôm nay mình cũng dùng sai khiến luôn mà. Đúng rồi, cũng phải dùng sai khiến luôn. Tại sao mà lại dùng sai khiến này, giống như cái trường hợp này này, nên tại sao hỏi tại sao đấy. Bên trên nó cũng là gì? Mình làm cho chương trình chạy để hiển thị lên, thì cái này cũng thế. Mình viết cái nội dung đấy lên trên file Excel. Đấy. Đúng rồi, bạn nào biết đúng rồi này. CUC Style Han, đúng rồi, chuẩn. Thì nếu như mà bạn nói cho khách hàng thì bạn chuyển nó thành kinh ngữ. Ok, bạn để là Hane Sase được là chuẩn rồi. Bây giờ bạn thêm một nấc nữa là nó thành dạng kinh ngữ thì sẽ là Sase te itadakimashita. Đúng không? Đúng rồi, bạn nào dùng Kinyu Sase được cũng được. Kinyu hoặc là Hane đều được. Hai trường hợp này đều được. Kinyu hoặc là Hane. Thiếu không? Hane Sase te itadakimashita. Đấy, tôi đã tổng hợp, tôi đã viết, tôi đã nội dung lên rồi. Rồi, câu số 3. Tôi nghĩ cần phải phản ánh cho lên DB dữ liệu đã nhập, nhưng nói thật là tôi không biết cách làm. Ý câu này là gì? Tôi nghĩ cần phải phản ánh. Cái này nó liên quan tới database, là cơ sở dữ liệu của người dùng. Ok chưa? Bây giờ mình cần phải phản ánh những cái nội dung đấy, hay còn gọi là gì? Mình nhập ở trên màn hình, đúng không? Thì các cái nội dung ở trên màn hình đấy, hoặc là các cái nội dung nào đấy phải được phản ánh lên trên database, hay còn gọi là được lưu vào trong database ấy. Và dữ liệu đã nhập ở đây nó chính là dữ liệu mà mình đã nhập ở trên màn hình ấy, tức là mình nhập chữ A thì nó sẽ lưu vào trong database là chữ A, mình nhập chữ B nó sẽ lưu vào chữ B, đúng không? Nhưng nói thật là tôi không biết cách làm. Đấy, cái đoạn mà nói thật là tôi không biết cách làm này là bổ sung này. Bây giờ mọi người sẽ nói như nào? Tôi nghĩ cần phải phản ánh lên hoặc là mở cho lên database dữ liệu đã nhập. Bây giờ dữ liệu đã nhập là gì nào? Nirokusita, đúng rồi. Nirokusita gì? Nirokusita data, đúng không? Nirokusita data gì nữa? Data o db. Database ni. Database ni hang e. Saseta. Đúng rồi, saseru. Saseru ga. To omoimasu ga. Đáp án đâu rồi? Đây. Đúng không? Như lúc cứ xả đê táo, đê ta bê xử ní Hà nê xa xê đữ hít xíu gà đủ tố mùi mà xử gà. Nói thật là gì? Xử nào là kiểu gì? Thành thật, đúng không? Thành thật là tôi không biết cách làm. Mình có thể nói là tê dân ở đây là cái tuần cách làm ấy, hoặc là cái tuần tự. Đây là câu của người Nhật nhé, lấy ý nguyên câu của người Nhật đấy. Tê dân ga wa kate nai zo tai desu. Ok, cái từ zo tai desu này là dùng trong trường hợp nào cả nhà ơi? Zo tai desu. Ví dụ nha, bây giờ mình sẽ nói một cái trường hợp là như thế này. Là bố mẹ em ấy là nông thôn, nên là sống ở ngoài này là kiểu không quen lắm. Nếu như bình thường mình chỉ nói một cách đơn giản là gì, bố mẹ tôi đang ở quê và cuộc sống của thành phố là gì? Toshi no se katsu ni narete nai chẳng hạn, đúng không? Gọi là chưa quen cái gì đó, mình chỉ nói là narete nai desu. Nhưng mà nếu mà mình cho là gì? Narete nai zo tai desu thì cái niu an sự nó khác nhau ở cái gì hả các bạn? Cái niu an sự của nó khác nhau ở cái gì? Cái niu an sự của nó khác nhau ở cái gì? Kiểu
kiểu là gì, kiểu là phân trần hoặc cái khỏi phân trần mình gọi là gì nhỉ, kiểu mang tính chất là kể lể mọi người. Cái từ này rất là hay dùng luôn. Nếu mà bạn nào mà kiểu trong lúc mà đang kể chuyện này, đang nói chuyện này thì người ta bình thường chỉ cần nói là wakate nai desu là ai cũng hiểu rồi. Nhưng mà wakate nai zotai desu gọi là tôi đang như thế đấy, đúng không? Tôi đang ở trong cái tình trạng như thế đấy, đúng không? Bố mẹ tôi, thực ra là bố mẹ tôi ở nông thôn nên là ra ngoài này chăm cháu là cũng chưa được quen lắm. Zotai desu. Đấy, thì mọi người hiểu cái cách sử dụng của cái từ zotai này không? Thì mọi người biết được cái niu an sự đấy rồi nhá. Mọi người hãy về, mọi người thỉnh thoảng mọi người để ý mấy cái ông Nhật ông ấy nói ấy, hoặc là người Nhật người ta nói ấy, xem là người ta nói trong những cái câu nào. Khi mà đã được nhắc rồi thì chắc chắn nó sẽ gặp ở đâu đấy. Thì mọi người thử xem là cái câu mà người ta nói là dùng trong trường hợp nào nhá. Đấy, hoặc là gặp cái từ này ở đâu đấy mà cứ zotai desu ở đây thì là nó sẽ dùng trong trường hợp nào, thì mình sẽ tự mình đúc kết được và mình sẽ sử dụng nó được vào trong thực tế. Muốn cho nó tự nhiên ý, thì nó cần phải có những cái câu nó kiểu như thế này. Còn nếu không ý, thì là các bạn chỉ cần nói là wakate nai desu thì ai cũng hiểu rồi. Nhưng mà wakate nai zotai desu, đúng không? Thì kiểu nói khác, kiểu miêu tả cái trạng thái, cái kiểu nói chuyện một cách tỉ tê tí ấy, kiểu thế, thì nó zotai desu. Nói thật là tôi chưa có biết cách làm lắm. Đấy. Tiếp, cái câu này thì đã chia sẻ trên Facebook rồi này. Bạn nào nhớ không? Tần suất edit khá cao nên tôi không muốn cho lưu cách. Lưu cách là lưu, lưu cách là lưu cái nội, giống như kiểu là các bạn nhập mật khẩu với password ấy, thì nó sẽ lưu cái mật khẩu và password đấy để lần sau mình có thể dùng lại được ấy, thì nó cũng là một cái dạng cách ấy. Tần suất edit khá cao nên tôi không muốn cho lưu cách. Nói nào? Không muốn cho lưu cách thì cái từ cho lưu cách này nó chính là gì? Thể sai khiến. Không muốn cho lưu thì có thể mình sẽ không dùng là lưu cách ở trong IT nữa. Bây giờ mình là tôi không muốn cho lưu video chẳng hạn, đúng không? Tôi không muốn cho lưu video để nhỡ lộ sau này tôi nói gì sai thì người ta đánh giá là như thế. Không muốn cho lưu video, không muốn cho lưu dữ liệu, không muốn cho lưu cách thì nói nào? Không xa xe này. Xa xe này, ok, xa xe này. Không muốn cho lưu lưu là gì? À, hồ dôn đúng không? Ok. Hồ dôn xa xe này. Kê chiếu hồ dôn xa xe này. Tần suất edit khá cao. Tần suất edit khá cao có nghĩa là nó hay thay đổi nhiều ấy. Hay thay đổi ấy, ví dụ như là cái dữ liệu đấy nó thay đổi hàng ngày, hàng giờ, hàng tuần. Nên là mình không muốn cho lưu cách, tại vì lưu thì nó cũng lại thay đổi luôn, thì có lưu cũng chẳng để làm gì ấy. Thì nói nào? Cái tần suất edit là gì? Edit thì là gì nhỉ? Hên siêu. Đúng rồi, hên siêu. Tần suất. Tần suất sử dụng. Tần suất là gì cả nhá? Gì? Gì? Bạn nào vừa nói đúng rồi đấy, cái từ gì đấy? Hindo. Đúng rồi, Hindo. Đây. Được chưa? Hensiu Hindo này. Tần suất ấy, mật độ ấy. Hindo này. Takai. Ở đây nó có cái từ kekko. Kekko là gì? Khá là ấy, đúng không? Kekko takai desu, khá là cao này. Kekko này đi với tính từ ở đằng sau thì có nghĩa là khá là gì đó. Kekko takai desu này, hoặc là kekko omoi desu này, khá là nặng, khá là cao, khá là đắt này đấy. Thì ở đây nó sẽ là gì? Tần suất edit là gì? Hensiu Hindo Takai. Đúng không? Cách thì là Katsu Sasetaku. Sasetaku này, đúng không? Không muốn cho. Đúng không? Không muốn cho lưu cách. Sasetaku này.
Bây giờ tôi không muốn, tôi không muốn cho, tôi không muốn con tôi không muốn cho con đi học ở trường công lập, thì nói nào? Không muốn cho con đi học ở trường công lập. Trường công lập là gì ạ? Cô lít chữ hay là cộc cơ lít chữ? Cộc cơ lít chữ. Cộc cơ lít chữ các cô là trường công lập. Cộc cơ lít chữ, đúng rồi. Trường công lập là gì? Cộc cơ lít chữ các cô. Không muốn cho con học ở trường, không cho con đi học ở trường là gì? Cho con đi học ấy. Đi học là gì ạ? Bên kia thì là cho học rồi, còn đây là cho đi học. Gặp cô nghi. Tất cả từ chữ thông ấy. Đúng rồi, cá vô ấy, đúng không? Ừ, cá vô. Bây giờ cho đi học thì là gì? Đây nhỉ? Sao mình không ra? Cái từ tộ gì à? Sao mình không ra nhỉ? Cá vô ngữ mà. Đây này. Bây giờ chuyển nó thành sai khiến là gì? Thấy OAC được. Đúng rồi, OAC tắc cứ. Cao OAC tắc cứ này. Không muốn cho đi học thì ní, đúng không? Bây giờ cộc cứ. Cộc cứ lít sự gạc cô. Cộc cứ lít sự gạc cô ní. Kawase taku nai. Đúng không? Không muốn cho con đi học ở cái trường công lập, cho muốn đi học trường tư, giả dụ thế như ví dụ ấy nha cả nhà. Để cho mọi người ấy thôi. Và tôi không muốn cho chồng tôi đi uống rượu. Không muốn cho chồng đi uống rượu, không muốn cho chồng đi party, đúng không? Đấy, lần sau mà giả dụ nói cái gì đó với ai thì sử dụng thể sai khiến. Rồi, đến đây là thể sai khiến. Hoàn toàn đồng ý chưa? Tiếp. Có bạn có mua cho con iPad không? Thì là gì? Kodomo ni iPad o motasete masu ka? Có là cho con sở hữu đấy. Hoặc là mua cho con dùng đi, hoặc là cho con dùng. Đấy, thì nó sẽ là cho con dùng iPad. Cái đoạn câu này thì IT này. Câu này IT này. Cái này là gì? Chỉ cho một bảng vào DB thôi, hay còn gọi là chỉ thêm một bảng vào trong database thôi. Nên thì là sẽ là gì? Chỉ có là cái câu này chị lấy từ trong ví dụ thực tế là gì? Cho cái bảng đấy, đúng không? Cho vào một bảng thôi, cho một bảng vào cái DB đấy thôi. Cái đoạn này thì hơi khó, tại vì nó phải có cái hoàn cảnh đấy. Nhưng câu này nếu mà không, nói chung mọi người không cần phải ý câu này lắm. Bây giờ câu này, câu này mình lại bị ấy rồi. Đây, đúng không? Tôi đã khôi phục lại hoàn toàn server bị truy cập trái phép. Trái phép ở đây là Fuse Akusetsu Sareta Saba Nikanzen Fukatsu Sase Master. Đấy, Sase Đự ở đây là gì? Đã khôi phục lại được ấy. Thì mọi người nhớ là cái động từ của mình giống như lúc nãy mà mình hỏi tại sao mà lại dùng thể sai khiến ấy. Bởi vì là gì? Mình viết chương trình hoặc là mình làm cái gì đó để mà thực hiện cái gì đó, đúng không? Thì nó sẽ là gì? Mình làm cho cái gì đó, đúng không? Mình làm cho nó hồi phục rồi, mình làm cho nó lưu vào database rồi, hoặc là mình làm cho nó hiển thị rồi. Đấy, thì sẽ là xá xê đự. Đấy, hoặc là mình đã làm báo cáo rồi, đúng không? Hoặc là mình đã viết lại vào trong đâu đó rồi. Đấy, thì mình có thể dùng thẻ xá xê đự. Thì ở đây nó là phục hồi lại hoàn toàn cái server mà đã bị truy cập trái phép. FC ở đây là truy cập mà bị sai ấy, không đúng ấy. Rồi, có một ngữ pháp nữa ở trong bài. Đã 9:11 phút rồi. Có một ngữ pháp nữa ở trong bài, đó là omotte. Omotte này là gì? Ở trong bài nó là gì? Ở trong bài nó có một cái câu là gì nhỉ? Omotte này này. Đây, trong bài nó có một câu là gì đâu nhỉ? Omotte đâu rồi?
Em thấy đoạn đầu đấy chị. Dòng thứ ba. Dòng thứ ba ở đây này. Sarani đúng không? Omoimeji omotte korosu có là gì? Khi mà mình hành động bằng cái từ omotte, đây là bằng, thể hiện cái gì, nó sẽ bằng với đế, nó bằng với đế, nhưng mà nó sẽ dùng ở trong văn viết ấy. Đúng không? Hành động bằng một cái hình dung tích cực, bằng một cái hình ảnh tích cực thì là cái hiệu suất của mình nó sẽ tăng lên đúng không? Thì tương tự như vậy, cái omotte này nó sẽ đây. Rất là hay dùng luôn, cái từ này anh hay dùng lắm. Thì nó sẽ có hai nghĩa. Một là để chỉ phương tiện là bằng cách nào đấy, và nó cũng chính là câu ví dụ ở trong bài. Đúng không? Là cái sản phẩm này được phát triển bằng cái kỹ thuật tiên tiến. Hoặc nó còn một cái dùng trường hợp khác là thời gian kết thúc, hay còn gọi là mốc thời gian. Cái này là dùng ở trong văn viết và trang trọng lịch sự nhá cả nhà. Nên là gì? Tôi sẽ nghỉ việc vào tháng 4, đúng không? Có lẽ hết tháng 4 thì tôi sẽ nghỉ việc. Cái tháng 4 này là một cái mốc thời gian để tôi nghỉ việc. Đấy, nên là sẽ là Shigatsu omotte taisoku surukoto ni narimashita. Minasan ni osewa ni natte orimasu. Osewa ni natte orimasu narimasu. Đấy là hai ví dụ miêu tả là bằng cách, bằng với đế. Và cái thứ hai là nó cũng bằng với đế, nhưng mà thời gian kết thúc, hoặc là cái mốc thời gian kết thúc. Thế bây giờ ví dụ là gì? Đây, ví dụ trong bài nó là imeji omotte đúng không? Là hành động bằng cái hình dung tích cực. Thế bây giờ câu này dịch nào. Nó có cái từ, nó có chứa cái từ omotte ở đây. Tiếp đến này. Ở đây là có cái, mọi người thử dịch xem nào. Ở đây ví dụ ngữ pháp từ mới ở bên dưới nhé. Dandori là các cái bước để chuẩn bị này. Trước khi mà mình làm thật thì mình sẽ có cái khâu chuẩn bị. Thì nó có cái từ là dandori gì cẳng, hoặc dandori gì đấy, là làm những cái bước chuẩn bị. Tiếp đấy là kaishu là chỉnh sửa này. Doyo là tương tự này. Rồi, thế bây giờ mình sẽ dịch cái này như nào. Mọi người comment không hay là nói nào. Có ai viết lên Zalo cũng được, hoặc là viết ở đâu đấy, hoặc là nói. Ở đây nó có omotte là ngữ pháp rồi. Kết thúc câu là te itarakereba to omoimasu rồi. Cái ngữ pháp te itarakereba to omoimasu là ngữ pháp em chia sẻ rất nhiều trong mấy bài gần đây. Mọi người biết là gì nào? Verb te itarakereba to omo là gì? Nghĩa là gì cả nhà? Nhờ vả. Đúng rồi, nhờ vả một cách lịch sự. Nhờ anh làm cái nọ, nhờ anh làm cái kia. Vậy nhờ cái gì ạ? Nhờ anh tiến hành các bước chuẩn bị. Đúng rồi, release. Đúng rồi, các bước chuẩn bị trước khi release. Bằng cách là cầu phun. Bằng cách, thực ra bằng cách thì nó cũng nghĩa đó là gì? Còn cái thể T này nhá, cái từ mốt T này là vừa là bằng cái cách đấy, mà nó còn thêm một cái nghĩa nữa là gì? Thứ tự trước sau. Thứ tự trước sau có nghĩa là gì? Doyo đây là tương tự nhá. Tương tự như là cái việc mà chỉnh sửa cái màn hình homepage. Kaishu ở đây là chỉnh sửa cái màn hình homepage. Korema đế là gì? Từ trước cho đến nay. Tương tự như là cái việc chỉnh sửa từ trước cho đến nay, nhờ anh đúng không, thực hiện các cái bước release, các cái bước chuẩn bị để release đúng không, sau khi mà chúng tôi đã gì, đã confirm. Có nghĩa là gì? Trước khi release thì khách hàng nó sẽ phải confirm nội dung đúng không? Confirm xem là cái app hay là cái web của mình nó làm có chuẩn không? Đúng không? Rồi sau đó thì là mới tiến hành release. Thì bây giờ trong cái quá trình mà nó confirm, nó check đấy, đúng không? Omotte ở đây sẽ là gì?
bằng cái cách là chúng tôi sẽ confirm trước, đúng không? Thể T đây là thể trước sau, đúng không? Vừa là mote vừa là trước sau. Cái là gì? Chúng tôi sẽ confirm trước, chúng tôi confirm xong rồi, đúng không? Thì là trong cái khoảng thời gian đó thì là bên anh sẽ làm sao tiến hành thực hiện cái Dandori đấy. Đấy, cái đấy là liên quan đến IT. Tiếp câu này. Rồi, câu này thì không phải là IT mà nó cũng là IT, nhưng mà nó sẽ dùng trong đời sống hàng ngày được. Ví dụ như là mình định là viết một cái báo cáo nào đấy, mình sẽ dự định là xong nhưng mà lại không kịp. Thế bây giờ nó mới hỏi mình, bảo là cho tôi thêm ít thời gian để đến thứ năm tuần tới có được không? Có nghĩa là mình muốn delay đấy. Delay là đến thứ năm tuần tới. Mặc dù dự định là xong nhưng chúng tôi nghĩ là không kịp. Cái này là không kịp nhé, chắc bị viết xíu thiếu rồi. Dự định là xong nhưng chúng tôi nghĩ là không kịp, nhưng cho chúng tôi thêm ít, nên là cho chúng tôi thêm ít thời gian đến thứ năm tuần tới có được không? Bây giờ từng cụm một nào. Mặc dù dự định là đã xong, là xong. Dự định là xong là gì cả nhá? Cái từ dự định nó sẽ có cái từ mikomi là một này, mikomimasu này, hoặc là yote này, hoặc là yoso này, đúng không? Tôi dự định, tôi dự kiến thì đã xong. Bây giờ cho tôi thêm ít thời gian nói nào. Cho tôi thêm ít thời gian đến thứ năm tuần sau cũng được không? Không, sang ngữ pháp khác rồi, không ngữ pháp xá xê đự nữa nhỉ. Ngữ pháp ố mốt tê rồi. Đấy, thì nó là cái này. Cái từ mê độ này là gì nhỉ các nhà? Mê độ này. Mê độ ở đây nó chính là dự kiến đấy. Dự kiến hoặc là nó bằng với lại mokuteki, mục tiêu ấy. Mục tiêu, mục đích. Mà dự kiến, dự định là xong. Kanryo mê độ desu ga yoji o motte, cho tôi thêm ít thời gian. Raishu no mokuyobi de onegai shite mo yoroshii deshou ka? Có là nhờ anh làm sao? Ở đây nó có cái thể là shite mo ii, shite mo yoroshii là gì? Shite mo ii hoặc là shite mo yoroshii dùng trong trường hợp nào á? Xin phép à? Đúng rồi, xin phép. Vậy là tabe te mo ii, đúng không? Non de mo ii, onegai shite mo ii, đúng không? Thì ở đây nó sẽ là onegai shite mo yoroshii deshou ka, là kính ngữ đấy. Còn nếu bình thường sẽ là onegai shite mo ii desu ka, hoặc là onegai shite mo yoroshii desu ka. Bây giờ thêm một cái nữa là gì? Onegai shite mo yoroshii deshou ka, đúng không? Nghe rất là mỹ miều, đúng không? Thì tôi có thể nhờ anh làm sao đến thứ năm tuần sau cho tôi thêm ít thời gian, thì sẽ là gì? Yoji o motte raishu no mokuyobi de, đúng không? Yoji o motte, cho tôi thêm ít thời gian đấy. Mokuto, à cái này đọc là mokuto, mình nói nhầm thành mê độ. Hình như nó có hai cách đọc chứ nhỉ? Có hai cách đọc đấy. Không, thứ giờ tôi cứ đọc là một đây, tra tỉ để lại là một cái tô cho mình hay đọc là mê độ nhỉ? Đấy, tiêm nha. Rồi cái từ gente, ôi cái từ này thì dùng vô vàn. Cố lên cả nhà, 10 phút nữa để xong cái ngữ pháp này. Ôi rồi còn một đống này, nhưng mà được đến đâu hay đến đấy. Sẽ cố gắng đến 9 rưỡi nhé cả nhà, một tiếng rưỡi. Tiền đề là gì? Ok, ai cũng biết là tiền đề đúng không? Nhưng bây giờ tiền đề là có cái gì nào? Đây câu này thì cho luôn. Ở đây nó có là gì? Yêu ví dụ như là đã làm, muốn làm computer thì bắt buộc phải đỗ N2 chẳng hạn, hoặc là cái yêu cầu của cái công việc này là tiếng Nhật từ N3 trở lên chẳng hạn thế. Thì sẽ là gente toshite nihongo no roku scan enni ni gokaku suru koto ga motomerareru. Motomerareru này là gì? Yêu cầu.
đúng không? Yêu cầu là phải có đỗ N2, yêu cầu là phải đỗ N3. Đấy, thì gen T tố T là có nghĩa là gì? Điều kiện tiền đề. Điều kiện tiền đề có nghĩa là đấy là một cái gì? Để mà có thể ứng tuyển thì là điều kiện của mình nó phải là như thế, thì nó chính là tiền đề, đúng không? Tiền đề ở đây mình sẽ dịch là điều kiện tiền đề, hoặc là điều kiện để mà có thể apply, rồi điều kiện để mà có thể làm việc A, việc B thì nó là tiền đề. Đấy, cái từ bản thân cái từ tiền đề trong tiếng Việt mà cứ dịch là tiền đề thì biết tiền đề nó là cái gì, đúng không? Mình phải có một cái ví dụ. Và mình thường cái cách để các bạn học ngữ pháp ấy là các bạn phải học thuộc một cái câu nào đấy mà dễ hiểu nhất, dễ vào nhất, để hình dung ra được cái cách sử dụng của cái từ đấy thì mới là học ngữ pháp. Còn nếu như các bạn cứ dịch là gen tên là tiền đề, thì tiền đề là cái gì, nó dùng trong trường hợp nào, dùng ra sao, tại sao lại dùng như thế, thì mình phải trả lời được các câu hỏi là dùng như thế nào, dùng ra sao, tại sao nó lại như thế, thì mình mới nhớ được cái ngữ pháp đấy và mình mới ứng dụng được. Còn nhiều người cứ học tiền đề là cái gì, thì đúng không? Mình chỉ khơi khơi ở bên ngoài thôi thì mình sẽ không thể nào nhớ được. Mình phải tự đặt cho mình các cái câu hỏi là tại sao, như thế nào và ra sao thì mình mới nhớ được nha. Đấy, thì đây ví dụ như là tiền đề là, đúng không, điều kiện cơ sở, điều kiện tiền đề là như thế. Bây giờ dịch các câu này. Tôi nghĩ chắc mọi người đã đọc tài liệu trước rồi nên giờ chúng ta sẽ tiến hành thảo luận. Ồ, cái câu này chẳng có một cái từ tiền đề nào hết mà lại dùng tiền đề. Vậy tại sao lại dùng tiền đề? Nghĩa của nó là gì ạ? Chính là lấy cái việc mọi người đã đọc tài liệu làm tiền đề. Đúng rồi, đấy. Thế nên là bây giờ mình sẽ coi giống như kiểu buổi ngày hôm nay, đúng không? Mình coi như là mọi người đã đọc trước cái bài ở nhà rồi để mà làm cái bài ngày hôm nay, và mình không có đọc lại cái bài ấy nữa. Mình chỉ lấy các cái ví dụ, lấy các ngữ pháp ở trong cái bài đấy để mà phân tích thôi. Còn đâu về nhà mọi người có thể đọc lại cái bài đấy, nó có sẵn ở trong sách rồi, có sẵn phần dịch Việt Nhật rồi, cứ thế mà đọc thôi. Không sai ở đâu hoặc là không hiểu chỗ nào thì hỏi. Đấy, tôi nghĩ đấy thì sẽ dịch như nào, nói nào. Đọc trước tài liệu rồi, tài liệu thì là Silio, đúng không? Đọc thì là Vô Mự rồi, đọc tài liệu tiền đề là như thế. Vậy đọc dịch đã. Gen T tố C, đúng không? Gen T tố C. Thảo luận là gì ạ? Sô đan. Hajime macho, đúng không? Đây xem câu chính xác là gì đây. Đúng không? Gen T. Ở đây nhá, cái câu này thì là do người Nhật người ta viết nha cả nhà, nên là nó sẽ có là tố môi mát ý. Tố môi mát là bình thường, đúng không? Nhưng mà tố zon di mát thì là kính ngữ. Biết. Cái từ zon di mát là tôn kính ngữ của omoi mas. Thì cái này nó chỉ bình thường mình cứ dịch là gen t tố t cũng được, đúng không? Hoặc là gen t cả tố omoi mas, hoặc là gen k gen t cả tố zon di mas. Thì zon di mát này nó chính là kính ngữ, tôn kính ngữ của omoi mas. Rồi. Mọi người thì là genin hoặc là minna, đúng không? Genin ga Silio, gì gen ý, đúng không? Lúc nãy bạn nào nói cái từ gì gen ý rất là chuẩn luôn. Là đọc trước, đúng không? Gì gen ý, yon de được của tố ga, gen te tố ste, hoặc là gen te cả tố omoimasu no de, ima dikashon o okunaimasu, đúng không? Hoặc là sodan hajimemasho, hoặc là sodan o okunaimasu. Thì mấy cái này thì mình dùng từ nào cũng được. Cái vấn đề chỉ là cái gen te tố omoimasu này thôi, đúng không? Gen t tố t, hoặc là gen t cả tố môi mát. Kiểu cái câu này nó rất là lịch sự ấy, kiểu là chắc là mọi người đã đọc trước rồi phải không? Đấy, kiểu cái kiểu thảo mai ấy cả nhà, đúng không? Gen t cả tố zon jimas nó đấy, hoặc là gen t tố t. Nếu mà nói một cách cứng hơn thì sẽ là gì? Gen t tố t ima sodan gì nhỉ?
gì đấy, discussion o hajime masho hoặc là discussion o ukonaimasu. Rồi, có ai hỏi gì nữa không? Hiểu hiểu cái nuance sự của nó chưa? Ok rồi chị ạ. Rồi tiếp. Vừa tận dụng xuống cốt hiện tại, vừa build lại nên dự kiến sẽ tốn khoảng tuần này. Thì cái này nó là gì? Cái nào là tiền đề nào? Nếu như câu tiếng Việt này tiền đề nó là cái gì? Tiền đề nó là cái gì các bạn? Tận dụng cái số tốt hiện tại đấy chị. Đúng rồi, thì bây giờ trong đây là câu IT nhá, bây giờ câu thực tế này, bình thường ngoài đời sống này, đúng không? Bây giờ là ví dụ như để mình sửa lại cái căn bếp đấy, đúng không? Thì mình tính là mình sẽ sử dụng lại cái gì gạch à, đúng không? Gạch mình sẽ dỡ ra, giờ mình sẽ sử dụng lại cái gạch đấy, hay còn gọi là tận dụng lại cái gạch mà mình đã có ở cái bếp đấy, hoặc là tận dụng lại cái móng của cái bếp đấy rồi mình xây lại, đúng không? Thì nếu như mà mình tận dụng lại móng và mình xây lại thì nó sẽ mất khoảng 5 triệu chẳng hạn thế, thì nó chính là câu này. Thế bây giờ mọi người nói nào, tận dụng lại cái móng và tận dụng và xây lại. Cái từ build này nó chính là xây lại đấy. Thì sẽ mất khoảng kizon sosu mono o riyo suru toste build no suru no. Sao lại suru toste, cái từ tiền đề đâu rồi? À, thế. Có cái tiền đề. À, riyo suru tente toste. ビルドするので何々かかる予定です。かかる予定です。予定 cái từ yote thì nó sẽ là hơi phức. Hôm trước em có hỏi là yote và yoso khác nhau ở cái gì, thì cái cô người Nhật cô nói là gì, yote thì mang tính chất là phức luôn rồi, có nghĩa là 5 tuần là 5 tuần, 6 tuần là 6 tuần, nhưng mà yoso là kiểu nói là 5 tuần nhưng chắc phải lên 6 7 tuần đấy ấy, thì nó hơi khác nhau ở cái đấy. Thì cái này thì chắc là không phải yote. Yoso là mikomi. Đây thì cái tiền đề ở đây nhá, tiền đề của mình là gente của mình, nó sẽ có là gente toste hoặc là gente de đều được. Đúng không? Với cái tiền đề như thế, với cái điều kiện là như thế là gì? Là mình sẽ tận dụng lại cái số code. Cái số code hiện tại thì là genzai no so sự, hoặc là nếu như bây giờ mình tận dụng lại cái móng này, đúng không? Thì cái từ này nó từ móng, bây giờ thay cái từ so sự bằng móng, đúng không? Liu yo ở đây là vận sử dụng lại ấy. Một là mình có thể dùng cái từ liu yo này, hoặc là dùng cái từ katio cũng được, hoặc là sio cũng được. Thì còn cái từ liu yo này là người Nhật người ta viết, đúng không? Thì liu yo ở đây là tận dụng lại, sử dụng lại cái đấy, đúng không? Si tsu tsu ở đây là vừa A vừa B, đúng không? Cái tiền đề của mình là bao gồm A và B. Thì nếu mà mình không dùng si chư chư được thì mình cứ nói là liyo si cũng được, đúng không? Nhưng mà mình cứ đây là để nguyên câu tiếng Nhật người ta viết. Thì là gì? Vừa tận dụng lại cái số code hiện tại, lại vừa build lại, đúng không? Xây lại. Thì với cái gen TD là mất khoảng tuần đấy. Mikomi desu. Hoặc là yoso desu. Mikomi này là dự kiến nhá, bằng video T đấy. Ok. Còn một cái ngữ pháp nữa là CC, đúng không? CC là gì? Nhấn mạnh nhiều lý do hoặc yếu tố trong một câu, tạo sự rõ ràng và lành mạch trong trình bày ý kiến hoặc giải thích tình huống. Có nghĩa là gì? Miêu tả một tình huống, một cái sự vật sự việc nào đấy có nhiều tính chất khác nhau, nhiều lý do khác nhau hoặc nhiều yếu tố khác nhau. Vậy là gì? Cái cửa hàng đấy vừa ngon lại vừa rẻ, đúng không? Oishishi yasuishi ninki ga aru mise desu. Chẳng hạn thế, một cái cửa hàng vừa ngon vừa rẻ nên là rất được mọi người yêu quý. Đúng không? Thì đây này ví dụ như là gì? Cửa hàng đấy nó nhiều đồ này, đúng không? Sẽ là gì? Hina soroe ga gì từ này đọc là quên bố mất rồi. Hofu, đúng rồi, Hofu Dashi. Quên hết cả cách đọc này. Đấy, cửa hàng này nhiều đồ này, giá này rẻ này,
nên là nhiều người dùng hoặc còn gọi là nhiều người vào đấy, thì là miêu tả nhiều tính chất khác nhau. Cửa hàng đấy vừa ngọn cái gì, bạn A vừa đẹp trai lại vừa thông minh lại còn con nhà giàu, ai cũng thích đúng không? Karewa handsome dashi, đẹp trai này, okane mochi dashi đúng không? Lại còn gì, học gì vừa nói là đẹp trai rồi này, nhà giàu này, còn còn atama ga ii de, atama ga ii shi gì minaga ski đúng không, hoặc là ai sarete ru chẳng hạn, yoku ai sarete ru, rất là được nhiều người yêu đấy. Hoặc là đây, cái này thì liên quan đến IT nhá, là shin se sho modaste nai de shi, có nghĩa là gì, vẫn chưa đưa ra được cái bản yêu cầu mà cũng lại chưa quyết định được cái thời gian maintenance, nên là hôm đấy mà nói thì cũng khó. Cái này thì nó phải có văn cảnh thì mọi người có thể tham khảo thêm. Rồi cái ngữ pháp khác là gì đây, tối ưu ok đấy bạn này, gì không phải là, không hẳn là, đúng không? Trong bài của mình nó là gì, không phải là cái ông đấy, ông ấy hướng tới cái mục tiêu đấy mà ông ấy viết vì là tán oxy. Thế bây giờ là gì, không hẳn là như thế mà là A là B, hoặc là gì, không hẳn là tôi muốn nói xấu anh ấy mà tôi chỉ muốn góp ý thôi chẳng hạn. Đấy chính là trên cái câu tối ưu ok đấy bạn này, đúng không? Đây là gì, Echiran, đây nó chính là view, view là nhìn ấy. Đây là IT nha các bạn, hôm nay nhiều, hơi nhiều IT một tí. Echiran ga dekinai zo kyo tôi ưu ok đấy bạn này, có là không hẳn là, đúng không? Không hẳn là không, không xem được, không view được. Không hẳn là không, cái Tokyo ở đây là không hẳn là không xem được, mà là gì, mà là gì, yêu giàu quá cô xin xà đây được mai nó em bữa gã mirete tạ tối ưu ninski để yoroshi để show cả. Thì ở đây nó có cái từ là tối ưu ninski để yoroshi để show cả, là tôi đang hiểu như vậy thì có đúng hay không, đúng không? Tôi đang hiểu là không phải là không xem được, mà là, mà là gì, là user làm sao nhìn thấy bản web lúc trước khi update phải không? Có nghĩa là gì, cái này nó liên quan đến một cái bug. Một cái bug là cái web của mình đã được update rồi nhưng mà lại hiển thị cái web mà trước khi update. Đấy thì là cô xin xà đây được mai no web bự, là user đã nhìn thấy được cái web mà lúc trước khi mà mình update, chứ không phải là web mà mình đã update rồi. Mặc dù mình đã update rồi mà lại nhìn thấy, mà đây là cái bản cũ ấy, ý câu này như thế. Thì đây là gì, tối ưu ninsiki để yoroshi được số cả, là cái mà mình muốn để ý với mọi người này. Vậy là tôi đang hiểu như vậy có đúng không? Bây giờ trong công việc của các bạn nhé, bây giờ các bạn nói là gì, tôi đang hiểu như thế này thì có đúng ý của anh không? Tôi đang hiểu như thế này thì có phải là như thế không? Tối ưu ninsiki để yoroshi desu ka, hoặc là tối ưu ninsiki để yoroshi được số cả. Thì cái này rất là hay dùng nhé cả nhà, 10 câu thì phải đến 9 câu dùng. Đấy. Còn cái đoạn này là mấy cái ví dụ là trong IT nhá. Mọi người có thể về tham khảo thêm. Đấy, còn tiếp đến là yahari và yappari. Đấy. Thì có cái câu nào mà không thuộc IT nào? Một đống như này. Bây giờ nó có cái câu nào mà sử dụng nhập Paris mà mọi người biết không? Ví dụ như là gì đây, ví dụ như cái câu này nó là IT nhá, nhưng mà bây giờ mình nghĩ một cái câu nào đấy trong đời sống đi. Ở đây là gì, tôi vừa mới này, tôi vừa mới chạy, hoặc là chạy ở trên môi trường local thì đúng là bị lỗi thật. Thế bây giờ nói là gì, tôi vừa mới kiểm tra lại tôi vừa kiểm tra lại phòng của con gái tôi thì đúng là gì? Tôi vừa kiểm tra lại phòng của con gái tôi thì đúng là cái gì nhỉ? Thì đúng là cái gì? Mọi người có nghĩ ra được ý gì không? Tôi vừa kiểm tra lại thì đúng là ABCD, đúng không? Tôi vừa kiểm tra lại ở trong ví thì đúng là mất thật,
đúng không? Tôi vừa kiểm tra lại tiền ở trong ví thì đúng là mất thật rồi. Tôi vừa kiểm tra lại trong máy tính thì đúng là bị xóa mất rồi. Đúng không? Đấy thì dùng cái cấu trúc này. Kakunin shita tokoro, yahari hoặc là yappari, sakuzo sareta này, hoặc là yahari nakunarimashita này, hoặc là yappari gì đấy. Đúng không? Thì đây là tôi vừa mới chạy ở trên môi trường local thì đúng là phát sinh lỗi giống như vậy. Đấy, onaji era ga hasse itashimashita. Đấy, thì đấy là cái yappari và yahari. Thì mọi người hãy cố gắng sử dụng các cái từ này vào trong thực tế đời sống hàng ngày ấy, thì cái câu của mình nó sẽ si gen hơn, nó sẽ tự nhiên hơn. Đấy, thì nó sẽ đấy hơn. Còn đây là các cái câu ví dụ ở trong IT. Thì nó gửi cho mọi người cái link này. Bạn nào mà dùng computer, bạn nào làm computer thì đọc phát là sẽ hiểu ngay thôi. Đấy, nội dung của bài ngày hôm nay là chúng ta có vậy. Có ai hỏi không?